Mình chào các bạn. Hôm nay Cửa hàng Margin lại tiếp tục về thêm những chiếc xe Honda Way-e 125 phân khối. Đặc biệt hơn khi mà hôm nay nó sẽ về cái phiên bản màu xanh mờ, bản 24. Lần đầu tiên có mặt tại cửa hàng Margin nha các bạn. Lần đầu tiên. Các bạn nhớ bản xanh mờ này không? Bản này mà bản 23 thì nó sẽ phối với cái yên xanh và những cái ốp này là màu xanh. Nhưng bây giờ bản 24 Honda sẽ biến lại thành màu đen giống như bản 22 vậy. Nhưng mà bản 22 thì nó sẽ không có những miếng nhựa màu bạc. Đây, màu bạc đó các bạn. Xám đó, màu xám đó ha. Ốp liên sườn, ốp ổ khóa, ốp đồng hồ là màu xám. Và giá bán của nó thì chắc có lẽ là vẫn bằng với những phiên bản 24 á, là 78.900.000 nha các bạn. Còn với những phiên bản màu trắng đỏ, trắng đỏ 23 về thêm nè, mừng quá. Mình cứ lo sợ là nó sẽ hết các bạn. Cứ lo sợ nó hết thôi, tại vì Honda Thái Lan đã bỏ màu trắng đỏ và biến nó thành màu trắng xanh rồi. Giá của nó thì đang là 81.900.000. Đó. Còn màu xanh này và bản 23 là có cái giá thấp nhất là chỉ có 76.900.000 thôi. Và các bạn nhớ nha, bản 23 nha. Còn này bản 24 nè, các bạn nhìn nè. Khi nào nó sạch sẽ rồi mình sẽ có một clip quay thật là chi tiết màu này cho các bạn xem lại. Đây. Cái này là màu xám. Các bạn gọi là màu bạc cũng được, nhưng mà mình thấy xám đi tại vì nó hơi đen nè. Ha. Nó xám khói rồi. Về là các bạn thấy không, nhân viên mình phải là ra tập trung để mà kiểm tra phụ tùng, rồi xem vấn đề ốc ác đầy đủ hết mới được. Rồi màu đỏ mờ về nữa nè. Thì đỏ mờ nó vẫn là 78.900, trắng xanh đỏ mờ này, đen đỏ luôn. Rồi bây giờ màu này nữa ha. Rồi màu đỏ bánh căm là 78.900. Rồi màu xanh GB mình mới vừa bán đi một xe là 79.900. Rồi màu trắng đỏ này là 81.900.000. Và trắng đỏ mới về ha. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc. Bên mình á là lúc nào cũng có những chiếc xe đi dọc từ Nam ra Bắc luôn. Đây là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Từ thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng chỉ có là 5 cây số thôi ha. Và địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương ha, thị trấn Mỹ Xuyên Sóc Trăng. Đây nè các bạn. Đây ha. Nằm ở ngay chợ Mỹ Xuyên luôn. Đây. Đó. Các bạn cứ hỏi đường xuống chợ Mỹ Xuyên đi, người ta chỉ xuống đây liền. Bảo đảm luôn. Bên này là tuyến đường Triệu Nương. Ở bên kia cách hai dãy nhà này thôi các bạn là tuyến đường Lê Lợi. Mỹ Xuyên mình chủ hai tuyến đường lớn chính thôi, là hai tuyến đường này. Lê Lợi và Triệu Nương là hai đường lớn nhất ở đây. Là ngay trung tâm chợ đó, các bạn đi bên kia cũng được, đi bên kia thì mình vòng qua đây. Cái hẻm này nè các bạn. Cái hẻm đó ha, mình vòng qua đây thôi. Còn ở đây á mình qua bên hết Tùng á thì vòng qua ngược lại. Đó là cái chữ U á. Rồi. Ship toàn quốc và trên tuyến quốc lộ A là miễn phí hoàn toàn. Từ Sóc Trăng tới Sài Gòn và quay về Cà Mau. Còn nếu mà ship ra tới Hà Nội thì phí ship sẽ là 500.000 thủ đô Hà Nội nha các bạn. Còn nếu mà từ Hà Nội mà đi đâu đó nữa là còn xa lắm nha. Mình phải tư vấn luôn với nhân viên mới được các bạn. Nhân viên thì mình sẽ cho các bạn là 3 số di động lên trên màn hình để các bạn tư vấn ha. Bạn Mai, bạn Duy và bạn Hiên sẽ tư vấn cho các bạn. Thậm chí là về vấn đề trả góp ha, rồi ship xe, chi phí vận chuyển thế nào, giấy tờ thủ tục ra sao. Mình cứ kết bạn Zalo, mà không cần kết bạn cũng được. Nhắn tin thẳng qua Zalo là được rồi. Dòng Way-e này bên mình vẫn đang bán đều đặn cho các bạn. Dòng Honda BCX nhập Indo này cũng đang bán đều đặn nè. Đây là chiếc phiên bản màu xanh đen. Rồi ở trong nữa là một chiếc Way 110 đó các bạn. Way 110 màu đỏ bản 24 cũng đang chuẩn bị bán đi. Hôm nay là khách từ Long Xuyên, An Giang, Kiên Giang, rồi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai mua mình là cực kỳ nhiều luôn các bạn. Kìa, bạn Hiên đang cầm một tờ giấy nữa kìa. Xe 50. Bên mình vẫn bán đều đặn những dòng xe này cho khắp tất cả các bạn trên toàn quốc. Và khi ship lên mình sẽ quấn như thế này. Mà xem ha. Sẽ quấn như thế này rồi sẽ ship cho các bạn. Trước khi ship là phải làm thủ tục đầy đủ, ví dụ như là từ cái khâu giấy tờ cho tới là cái khâu test xe luôn nha các bạn. Đó, đang quấn lại nè. Đó là bạn Duy đó các bạn. Đang quấn lại. Tại vì những dòng xe này bên mình là bao zin cho các bạn, từng con ốc là bao zin hết.
không có sai lệch nha. Xe mới về cận cảnh luôn ha. Nó còn dính bụi đường nữa các bạn. Nên mình sẽ còn thêm các bạn nhân viên ở trong để mà vệ sinh nó nữa. Vệ sinh sạch sẽ từ trên xuống dưới. Và xe lúc nào cũng được ở trong kho, chứ không có nằm ngoài trời phủ mưa nắng ha. Như thế thì khi mà chất lượng đến các bạn là sẽ đảm bảo nhất có thể. Bởi vì bên mình đầu tư kho nhiều lắm. Các bạn xem kênh mình thường xuyên thì chắc biết rồi. Bên mình là kho khủng phía sau á. Kho bên này là khoảng 2.000 xe các bạn. Còn kho ở bên Huỳnh Văn Tùng là cả ngàn bên đó nữa. Là hết Honda á. Cực kỳ nhiều. Đó, bây giờ xong xuôi rồi là chụp hình nè, lưu kho rồi là đem vô nhà liền. Đem vô liền đó các bạn. Rồi sẽ có bạn vệ sinh hết. Còn thấy không? Kiểm tra số khung, số máy. Rất là nhiều công đoạn. Để đến được tay các bạn thì rất là nhiều công đoạn nha. Bây giờ là mới gọi là xem xe về thôi. Rồi lưu kho. Rồi các bạn đến mua là phải chích ra số khung, số máy ra. Kiểm soát ha. Rồi chụp hình lưu kho, xuất, rồi xuất kho. Đó, vậy đó. Rồi giấy tờ kiểm tra đầy đủ hết. Còn thêm nè, chiếc nào cũng phải chụp lại để mà lưu kho. Đây, đang tích cực dẫn xe vô. Tại vì mưa sắp tới rồi. Đây nè, em trai này mới vừa đến cửa hàng, tìm cửa hàng Mai Duyên. Rồi bây giờ đang gọi cho một anh trai ở Trà Vinh. Đó, đang gọi nè, trực tiếp qua Zalo luôn. Xe mới về đó các bạn. Xe mới về luôn đó em. À, chiếc vào trắng đỏ này đang là 81.900.000. Rồi, gọi luôn. Mâm. Có căm nữa nha, căm là mẫu khác nữa. Có căm luôn, căm rẻ hơn chút. Tại vì mình thấy em trai chạy ngang mà dòm dòm hoài. Cửa hàng Mai Duyên anh mình nó nhiều khi á, có nhiều bạn xem YouTube thấy cái kho to quá. Nhưng mà tới đây thì không biết là tại sao trước nó không được to như vậy. Thì ở phía trước cửa hàng mặt tiền mình á là có nhiêu thôi nè. Nhưng mà phía trong là nở hậu ra rất là to. Giờ anh trai sẽ quay xe lại lên đây luôn đi. Tại vì cũng sắp mưa tới rồi. Cái chổi đó em, còn cái chổi kìa. Rồi ok ha. Bây giờ các bạn có muốn vào xem xe với mình không nè. Mưa tới rồi. Đang lác đác mưa rồi. Thấy không? Mưa là phải đưa xe vô nhà liền. Tại vì sợ là nó phơi mưa đó các bạn. Nè, mà thấy ha. Ở trong nè, toàn là xe nhập nha. Rim nè. Đây ha, em trai lúc nãy là qua để mà cho một người anh ở Trà Vinh á, anh xem xe mà trùng hợp là mình đang về luôn. Thì các bạn thấy nè, xe về nè. Bao nhiêu đây xe nè. Đó. Vô đây hết đi rồi tính. Tại vì nhiều khi các bạn thấy là đường đi không có đi là như vậy đó. Xe về là cứ vô đây hết. Rồi bắt đầu bây giờ vô là các bạn thấy là xe sạch sẽ nè. Vô đây đó là sạch sạch sẽ liền ha. Thì màu đỏ nãy mình nói nè, đỏ này đỏ 24 luôn nè. Đó. Bây giờ bổ sung thêm vô bộ sưu tập màu xanh mới nữa. Màu xanh 53 bữa đây còn một chiếc mà bán luôn rồi. Trên kho mới còn nữa hay không. Màu xanh 53 mình rất là thích tại vì nó yên nó xanh. Đối với nó phối với cái ốp đồng hồ, ốp ổ khóa màu xanh với cái ốp như này nè các bạn. Mình gọi là ốp liền sườn á, màu xanh luôn. Nhìn cái xe nó sáng hơn. Còn bản này thì lại phối chung với cái màu xám. Thì những bạn thích màu nhu á thì thế này là ổn rồi ha. Nhưng mà có chút xíu xanh vô những xe nó sống động hơn chút. Rồi mình nhắc lại, các bạn có nhu cầu mình cứ gọi ngay cho nhân viên để được tư vấn từ cái trả góp nè, từ cái ship xe nè, giấy tờ thủ tục, cách thức làm hồ sơ thế nào, bên mình sẽ hỗ trợ các bạn hết ha. Rồi cọc xe, chốt xe gì đó, cọc tầm khoảng 10 triệu đi là ok rồi, 5 triệu 10 triệu là ok rồi, bên mình ship toàn quốc cho các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Chào các bạn.